EU bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng sau sự cố Nord Stream. Chủ tịch EC bà Ursula von der Leyen sẽ trình bày các đề xuất cụ thể trước các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Brussels bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 tới. Ủy ban châu Âu hôm 18 tháng 10 đề xuất tăng cường các biện pháp để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó năng lượng là một trong những lĩnh vực trọng tâm chính sau sự cố xảy ra vào tháng trước đối với hệ thống đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc Nord Stream. Chủ tịch EC bà Ursula von der Leyen sẽ trình bày các đề xuất cụ thể trước các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Brussels Bỉ bắt đầu vào thứ năm tuần này, 20 tháng 10. Trong khuyến nghị của mình, EC khuyến khích 27 quốc gia thành viên châu Âu EU đẩy nhanh các bài kiểm tra sức chịu đựng căng thẳng đối với các thực thể vận hành, những cơ sở hạ tầng quan trọng đặc biệt liên quan đến năng lượng. Theo EC, các nước nên ưu tiên cơ sở hạ tầng năng lượng, kỹ thuật số, giao thông, hàng không vũ trụ, đẩy nhanh công tác củng cố, cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công cũng như tăng cường hợp tác quốc tế. Các thực thể lớn hơn như lưới điện đến bệnh viện hoặc hệ thống nước thải cũng phải đối mặt với các yêu cầu mới và sự giám sát chặt chẽ hơn đối với vấn đề an ninh mạng của họ. Ủy ban sẽ tư vấn cho các cơ quan chức năng quốc gia về cách tiến hành các bài kiểm tra sức chịu đựng căng thẳng, cũng như cách tốt nhất để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các mối đe dọa vật lý hoặc tấn công mạng nhằm đảm bảo EU có một cách tiếp cận thống nhất. Cơ quan này cũng sẽ đưa ra các hướng dẫn về phương thức hợp tác cần thiết trong trường hợp xảy ra sự cố làm xáo trộn thị trường nội bộ EU, đồng thời nghiên cứu cách hợp lý nhất để xử lý sự cố va chạm cam ngầm. Khuyến nghị của EC được đưa ra sau khi các quốc gia châu Âu chạy đua để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng sau khi xảy ra sự cố dò dỉ trên hệ thống đường ống dòng chảy phương Bắc Nord Stream vào ngày 26 tháng 9. Các nước EU cho rằng đó là do hành động phá hoại thay vì sự cố bất ngờ. Trước đó, vào năm 2020, EC đã yêu cầu các chính phủ EU xác định những thực thể quan trọng trong một loạt các lĩnh vực bao gồm năng lượng, ngân hàng, nước uống và hành chính công để thực hiện đánh giá rủi ro như một biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19. Phất lờ Mỹ, các nước Trung Đông thi nhau hưởng ứng các giảm sản lượng dầu khiến Nga hưởng lợi. Các nước thành viên OPEC cộng vào Chủ nhật 16 tháng 10 đã lần lượt xác nhận mức cắt giảm mạnh so với mục tiêu sản lượng đã được thỏa thuận trong tháng này, bất chấp áp lực từ Mỹ. Tuần trước, Mỹ cho biết về cắt giảm này sẽ thúc đẩy thu nhập từ nước ngoài của Nga và cho rằng nó đã được Ả Rập Xê Út lên chương trình vì lý do chính trị. Ngay lập tức, quốc dân Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz đã bác bỏ suy đoán của Mỹ. Ông cho biết Dương quốc của mình đang nỗ lực để hỗ trợ sự ổn định và cân bằng trên thị trường dầu mỏ, trong đó có việc thiết lập và duy trì thỏa thuận của Liên minh OPEC Cộng, tức bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước sản xuất lớn khác, trong đó có Nga. Thái tử Khalid bin Salman vào ngày 5 tháng 10 cũng cho biết quyết định giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày được thực hiện dựa trên sự đồng thuận và các yếu tố kinh tế bình luận của Thái tử Ả Rập Xê Út đã được các bộ trưởng của một số quốc gia thành viên OPEC cộng gồm cả các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đồng lòng ủng hộ. Bộ trưởng năng lượng của UAE, Suhail Al Masri, viết trên Twitter: "Tôi muốn làm rõ rằng quyết định mới nhất của OPEC cộng đã được nhất trí thông qua là một quyết định kỹ thuật thuần túy, không có bất kỳ yếu tố chính trị nào." Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Kuwait, Nawaf Saud al cũng quan ngân quyết định giảm sâu sản lượng của OPEC cộng, đồng thời khẳng định nước này muốn duy trì thị trường giàu cân bằng. Hãng thông tấn nhà nước Kuna đưa tin, bà Trần hôm chủ nhật đưa ra một tuyên bố nói rằng họ ủng hộ quyết định cắt giảm sản lượng dầu, sau đó có sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên đặc phái viên phụ trách các vấn đề năng lượng của Bahrain, Mohammed bin Mubarak bin Dama bin Daina cho biết quyết định được đưa ra sau các nghiên cứu kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến diễn biến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Cùng ngày 16 tháng 10, Oman đưa ra một tuyên bố tương tự, nói rằng các quyết định của OPEC dựa trên các nghiên cứu kỹ thuật và cân nhắc kinh tế. Bộ năng lượng Oman cho biết trên Twitter, Quyết định các giảm sản lượng gần đây của OPEC cộng phù hợp với các quyết định trước đây của họ về việc phụ thuộc vào dữ liệu thị trường và các biến số của nó. Điều này rất quan trọng và cần thiết để trấn an thị trường và hỗ trợ sự ổn định của nó. Các cơ chế hoạt động của nhóm OPEC cộng yêu cầu các quyết định của nhóm phải được thực hiện bởi sự đồng thuận và nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Algeria Mohamed Akab gọi quyết định này là lịch sử. Bộ trưởng Akab và Tổng thư ký OPEC Haitham Angeis người đang thăm Algeria bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào quyết định này, theo đài Enaha TV của Algeria. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Algeria hôm 16 tháng 10, Tổng thư ký OPEC Haitham Angeis nhấn mạnh rằng quyết định gần đây của OPEC cộng về cắt giảm sản lượng là động thái để ổn định thị trường. Theo ông Haitham Angeis, động thái đó sẽ giúp OPEC cộng đảm bảo nguồn cung để đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Những can thiệp mới nhất này diễn ra sau khi quan hệ giữa Ả Rập Út và Mỹ xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Với việc giá năng lượng tăng sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2, Washington đã dẫn động các nước thành viên của khối OPEC cộng, đặc biệt là Ả Rập Út, tăng sản lượng. Nhưng OPEC cộng tuần trước đã đồng ý các giảm sản lượng dầu ở mức 2 triệu thùng mỗi ngày, và điều này có thể làm tăng giá dầu toàn cầu. Washington đã phản đối động thái này và mô tả quyết định các giảm sản lượng dầu là một động thái có động cơ chính trị có lợi cho kẻ thù của họ là Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, trong những tuần gần đây, Ả Đạp xứ Út đã truyền đạt cho chúng tôi một cách riêng tư và công khai ý định giảm sản lượng dầu mà họ biết sẽ làm tăng doanh thu của Nga và làm giảm hiệu quả của các lệnh trừng phạt. Ông nói thêm rằng, các thành viên OPEC khác nói riêng với Mỹ rằng họ không đồng ý với quyết định của Riyadh, nhưng cảm thấy bị buộc phải hưởng ứng với chỉ đạo của Ả Đạp xứ Út. Và như đã nói ở phần đầu bài viết, Riyadh đã hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc của Washington hơn thứ Năm và nói rằng quyết định của họ dựa trên lợi ích kinh tế của các thành viên của nhóm và không có động cơ chính trị. Người Ukraine đối mặt mùa đông không điện, nước, máy sưởi. Antem Bachenko 9 tuổi giúp bà nội đốt đống lửa nghi ngút khói trong căn bếp tạm ngoài trời gần chung cư quan tàn. Ánh nắng đang tắt dần mà hai bà cháu cần ăn Trước khi mặt trời lặn và nhà cửa chìm trong bóng tối lạnh lẽo, giống hàng trăm nghìn người Ukraine khác, Banchenko và bà đối mặt một mùa đông dự kiến vô cùng khắc nghiệt. Hai bà cháu sống trong tình trạng không khí đốt, nước hay điện suốt ba tuần nay, từ khi Nga liên tục pháo kích các đứt mọi tiện nghi tại Kipsarivka, Kharkov, Đông Bắc Ukraine. Với hai người cùng những cư dân khác ở khu chung cư, đốt củi ban đêm và nấu ăn ngoài trời là cách duy nhất để tồn tại. Trời thì lạnh mà bơm cứ dội xuống. Atem nói hôm 16 tháng 10 khi đang giúp bà nội nấu ăn. Thực sự rất lạnh, cháu phải mặc quần áo dày khi đi ngủ. Những cuộc không kích của Nga vào ngày 17 và ngày 18 tháng 10 vào thủ đô Kiev và một số thành phố khác của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các nhà máy điện. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18 tháng 10 cho hay, trong tuần qua, Nga đã đánh sập 30% nhà máy điện khắp Ukraine, gây tình trạng mất điện diện rộng trên toàn quốc. Khi nhiệt độ xuống dưới âm, những người chưa sơ tán khỏi miền đông Ukraine đang cố tìm cách sống sót qua những tháng lạnh giá. Tại làng Kurilivka gần đó, Vitko Balianisa đẩy xe cút kích chở đầy củi mới chặt đi dọc con đường hướng về nhà. Anh đi qua một xe tăng bị phá hủy, các tòa nhà tan quang, một nhà thờ gỗ 300 năm tuổi đã bị sang phẳng. Bà Leonisa, 37 tuổi cho hay, đã tích đủ củi đi dùng cho mùa đông, nhưng sẽ ngủ cạnh bếp củi trong liều vì tất cả cửa sổ trong nhà đã bị thổi bay. Không thoải mái chút nào, chúng tôi dành phần lớn thời gian đi nhặt củi. Các anh có thể thấy chúng tôi đang sống trong hoàn cảnh thế nào, bà Leonisa nói, nhấn mạnh cảnh sống kham khổ trong vài tháng tới giới chức đang nỗ lực khôi phục điện cho khu vực trong những ngày tới